Ngày 26 tháng 7, ngày đầu, thành phố Hồ Chí Minh siết chặt kiểm tra người dân ra đường không cần thiết ở nhiều chốt kiểm soát tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Sau khi Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra chỉ thị số 12 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn 2468 về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16. Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp quận Tân Bình và Phú Nhuận. Các lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Bình Thạnh, ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh, đô thị dân quân tự vệ tiến hành chốt chặn kiểm tra từng xe lưu thông qua chốt. Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp đi lại không có lý do thật sự cần thiết, đã nhắc nhở và yêu cầu quay đầu xe. Có những trường hợp lực lượng lập biên bản xử phạt tại chỗ với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Tại chốt kiểm soát của quận 3, lực lượng cảnh sát giao thông trực tại chốt cũng đã kiên quyết xử lý các trường hợp ra ngoài không thật sự cần thiết. Những giấy giới thiệu không đúng địa chỉ, không nằm trong lĩnh vực thiết yếu hay shipper không có đơn hàng vào quận 3 sẽ không được đi qua chốt. Tại chốt trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, các lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành xử phạt gần 20 trường hợp trong buổi sáng. Nhiều nhất là những lỗi các shipper ra đường giao hàng không phải là hàng hóa thiết yếu. Nhiều shipper đã phản đối vì khách đặt hàng và không thể biết đó là hàng hóa loại gì. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ giải thích rõ để các shipper hiểu và hợp tác làm việc.